Kính thưa quý đạo hữu và tất cả quý vị, Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc trọn bộ chú giải sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ba quyển gồm 2290 trang. Chánh văn Đức Huỳnh giáo chủ, chú giải Thiện Tâm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo kính mến, tiếp tục chương trình đọc chú giải sấm giảng thi văn toàn bộ, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe bài Tạm Ngưng Lý Thuyết. Xuất xứ: hôm ấy vào ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn, lý do là sở mật thám pháp ở Châu Đốc đến tổ đình nhà của Đức Ông dòm ngó theo dõi Đức Huỳnh giáo chủ, nên ngài tạm ngưng sáng tác và thuyết giảng giáo lý, chỉ viết có hai bài thi tứ cú 8 câu. Do đó bài được mang tên tựa đề là Tạm Ngưng Lý Thuyết. Văn thể: Đức Thầy sáng tác bài Tạm Ngưng Lý Thuyết bằng thể thơ tứ cú đường luật, khởi đầu bằng câu gặp buổi giang truân tiếng nhộn nhạc, và chấm dứt bởi câu tớ thầy sẽ gặp việc hay ho. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo lắng nghe phần chánh văn. Gặp buổi giang trưng tiếng nhộn nhàng, cảm tình bổn đạo sự riêng thang. Thầy an nghỉ xác trong đôi bừa, đây cũng trải qua hết nhộn nhàng. Lược giải từ câu 1 đến câu 4. Bài thi thứ nhất, Đức Thầy cho biết trên đường hoằng pháp lợi sanh của ngài phải gặp nhiều cảnh gian nan sóng gió. Tình cảnh đó khiến thầy trò phải gặp cảnh gian truân khắc khổ. Lòng Đức Thầy rất cảm thông cho hoàn cảnh ấy, và ngài cũng nói rõ đây là dịp mai để cho thầy yên nghỉ xác thân trong thời gian ngắn. Rồi đây, thời cơ cũng phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn đó. Chú thích: truân chuyên là rộn ràng, rắc rối, nhiều công việc rắc rối. Đạo diệu màu gặp lúc truân chuyên, phận môn đệ phải lo dung quán. Cảm tình cũng gọi là tình cảm, có nghĩa cảm xúc, động lòng. Mọi công việc đối xử với nhau do ngoại cảnh kích thích mà sanh ra tình cảm bên trong. Đức Thầy viết: kỷ mão hạ sang mượn xác trần, cảm tình đồng loại lão khuyên dân. Nghỉ xác là cho xác thể nghỉ ngơi, bớt lao động để lấy lại sức khỏe. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Nhộn nhàng già trẻ có lòng lo, mà ấy chẳng qua ngược gió đò. Đâu lại ít ngày chờ lặng sông mê, tớ thầy sẽ gặp việc hay ho.
Lược giải từ câu 5 đến câu 8. Bốn câu thi chót, Đức Thầy nói rõ cảnh bận rộn, truân chuyên hiện giờ khiến cho tín đồ phải lo lắng. Ấy chẳng qua như chiếc đò bị ngược gió vậy thôi. Cho nên Đức Thầy phải dừng thuyền chờ lặng sóng trong đôi lúc. Sau đó Thầy tớ sẽ gặp cuộc hay ho may mắn. Hòa Hảo, ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo lắng nghe chú giải bài Đến Làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Xuất xứ: trên đường lưu cư Đức Quỳnh Giáo Chủ phải trải qua Châu Đốc, Sa Đéc, rồi được đưa đến làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Cũng nhờ bà Võ Mậu Thạnh hiệp cùng cô Hai Gương đứng xin, nên người Pháp cho Đức Thầy về xứ Xà No. Đây là quê hương của ông Võ Mậu Thạnh. Bà Thạnh có lẽ đã quy y lúc ở tổ đình Hòa Hảo, nên có mặt trên chuyến đi Sa Đéc. Như ta được biết, vùng Cần Thơ cách tổ đình khoảng 100 km, thuộc về sông Hậu, thời Pháp thuộc gọi là Tây Đô, thời Cộng Hòa là bốn vùng chuyến thực, và thời cách mạng là quân khu chính. Từ Sa Đéc đến làng Nhân Nghĩa cách 14 ngày, Đức Giáo Chủ sáng tác bài Đến Làng Nhân Nghĩa vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Cũng như ở Sa Đéc, Ngài sáng tác trong công cuộc truyền bá kỷ niệm những ngày lưu cư ở xứ quê người, thân tặng ông bà Võ Mậu Thạnh và tín đồ trong những ngày xa vắng. Văn thể: Đức Giáo Chủ viết bài này bằng thể văn Song Thất Lục Bát biến thể. Vô hai câu đầu, Ngài viết lối văn lục bát. Khoảng giữa bài, Ngài dành trọn vẹn 11 bài thất ngôn tứ cú đường luật liên hoàn thi, và có xen bài khoáng tiêu đề tên ông Võ Mậu Thạnh đoạn sau và đến rốt. Ngài viết lối Song Thất Lục Bát và có xen vài câu lục bát, khởi đầu bằng câu vui mừng gặp chốn hiền lương, và chấm dứt bởi câu trách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần, dài 86 câu. Nội dung: Đức Quỳnh Giáo Chủ thấy lòng người ly tán, trà trộn tà tâm, nên Ngài đem đảo quyền thăm đến phổ độ. Kế đó, Ngài luận giải về nợ luân thường, con người đã dai mang phải lo đền đáp. Rồi Ngài luận về bản tâm thanh tịnh của mình sẵn có từ thời vô thủy. Sau rốt, Ngài chỉ rõ bát chánh đạo và nguồn gốc phát sinh pháp môn này, đồng thời diễn tả Ngài tận diệt hầu kề để khuyên người lo tu tỉnh. Chủ đích: Đức Quỳnh Giáo Chủ quyết tâm đem nền đạo học Phật tu nhân lan tràn khắp chốn để phổ độ người lành. Kế đó, Ngài kêu gọi đoàn kết để cứu nguy dân nước và lo tu hành giải khổ, tìm kiếm bản tâm thanh tịnh để thực thi đúng nền đạo vô vi của Phật Thích Ca. Kính mời quý vị lắng nghe phần chánh văn. Vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân, làng Nhân Nghĩa đấy chân
đến chốn thấy dương trần trà trốn ở tà tâm. Quái thần đem đạo quyền thăm, nhiệm màu phổ đồ âm thầm ai hay. Chú thích: hiền lương là hiền lành tốt đẹp. Đức thầy có câu: Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Phật đường là nhà Phật hay đạo Phật, ngoài ra còn có nghĩa con đường về cõi Phật. Đức thầy có câu: Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, hoặc tìm con lành dắt lại Phật đường. Nhân nghĩa là địa danh một xã ở thành phố Cần Thơ, tiếng địa phương còn gọi là xà no. Trà trộn là lẫn lộn xen lẫn nhau. Quai thần là quai lực thần thánh. Đức thầy có câu: ơn nhờ chư Phật quai thinh giáo truyền. Quyền thăm: quyền là màu nhiệm kính đáo, thăm là sâu xa, màu nhiệm sâu xa. Nhiệm màu còn gọi là màu nhiệm, quyền diệu sâu kính. Đức thầy có câu: chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Phổ độ: phổ là khắp cả, tất cả. Độ là sang qua, cứu độ và tới độ khắp cả chúng sanh, thoát khỏi chốn mê đồ. Đức thầy có câu: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, A Di Đà Phật. Âm thầm là lặng lẽ kín đáo. Đức thầy có câu: tự giác âm thầm kiến tiên bang. Lược giải từ câu 1 đến câu 6, Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo tỏ sự hân hoan khi bước đến làng Nhân Nghĩa, vì làng này có nhiều người hiền lương đức hạnh, nên Ngài dốc lòng khai mở mối đạo màu tại đây. Song càng đi sâu vào lòng người, Ngài thấy có số người không thật tâm trà trộn vào để khuấy nhiễu, nhưng Ngài cũng quyết tâm dùng quai lực thần thánh đem mối đạo lành ban rải khắp nơi bằng phương pháp âm thầm kín đáo. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Mèo đã hết rồng bay vơ vẩn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Lệ dân trăm họ sao sao ra rời phố tử máu đào nhuộm mỡ tuôn. Thường qua sức bắt cuồng tâm não quyết cứu đời, dùng đạo phổ thông. Ước mơ cho được đời
đại đồng. Tràn trề khắp cả lá hồng thành chú thích. Mẹo đã hết, tức năm Kỷ Mão 1939, rồng, năm Canh Thìn 1940, năm Đức Thầy đến làng Nhân Nghĩa. Dơ dẫn là bâng quơ không nhất định. Đức Thầy có câu: mèo lui rồng tới bay dơ dẫn, khắp hết thế gian thoát chốn tù. Hoàn cầu là khắp cả trái đất, các nước trên thế giới. Nghĩa rộng, hành tinh đang quay xung quanh hệ mặt trời. Bề mặt tính được 511 triệu km, vòng tròn 140 triệu km, đường trục kính 12.740 km. Riêng biển chiếm 3/4 diện tích mặt địa cầu. Đức Thầy có câu: khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Lê dân là chỉ cho dân đen, chỉ chung cho mọi người. Trăm họ, chỉ chung cho tất cả mọi người. Xáo xào là rầy rà, xung đột. Nghĩa bóng, cảnh tranh đua giành giật gây ra xung đột, hay cảnh chiến tranh giặc giả, rã rời. Phổ thông, phổ khắp nơi, thông suốt khắp, thông suốt tất cả mọi nơi. Đức Thầy có câu: chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Ước mơ là mong mỏi, hy vọng. Đức Thầy có câu: người đời lòng những ước mơ. Đại đồng, đại là to lớn, đồng là cùng khắp, rộng khắp mọi nơi. Nghĩa bóng, không phân biệt giai cấp, bình đẳng rộng khắp thế giới. Đức Thầy có câu: những cuộc hòa minh khắp đại đồng. Tràn trề là ngập tràn, tràn ngập tất cả. Đức Thầy có câu: dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Lạc hồng còn gọi là hồng lạc, tức họ Hồng Bàng, sanh Lạc Long Quân, vị vua đầu tiên nước Việt Nam gọi chung Hồng Bàng. Và Lạc Long Quân là Hồng Lạc, tức tổ tiên người Việt Nam. Cổ thi có câu: nhớ câu mộc bổn thủy nguyên, cháu con Hồng Lạc lưu truyền ngàn xưa. Đức Thầy cũng bảo: quyết chí nâng niu giống lạc hồng. Thảnh thơi là rảnh rang, thung dung, không bận lo nghĩ. Ca dao có câu: bao giờ đồng ruộng thảnh thơi, ngồi trâu thổi sáo vui đời thuấn nghiêu. Lược giải từ câu số 7 đến câu 14: năm mẹo đi qua, năm rồng đã đến. Đó là năm Đức Quỳnh giáo chủ bị người Pháp lưu cư, cũng là năm thế giới nổi dậy phong ba. Hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, làm cho lê dân tan tác. Cha, con, chồng, vợ chia ly, máu đào nhuộm đỏ khắp nơi. Nhìn cảnh dầu sôi lửa bỏng, lòng Đức Quỳnh giáo chủ đau đớn vô ngần, tâm não bắt cuồng loạn. Ngài quyết định cứu người, đem đạo màu ban rải khắp nơi nơi. Ước mong toàn dân hiệp chí, đồng chung lo cho tình hòa hảo chan hòa trong vũ trụ. Mọi người đồng hưởng cảnh thanh bình, khắp cả nước Việt Nam giống dân Hồng Lạc, được thảnh thơi an lạc. Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngán, bởi hoàn cầu thù oán cứ gây. Vẽ hình rồi lại vẽ mây,
vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù sinh coi tạm dắt hồn người hắc ám khỏi mang, cầu cho cuối xóm cùng làng trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Chú thích: vạn vật nói chung là muôn loài và vạn vật. Những gì ta thấy chung quanh bao gồm cây cỏ, sông núi, các loài động vật và con người. Đức Thầy có câu: phá bức tường mây nhìn vạn vật. Ngao ngán là buồn rầu chán nản. Đức Thầy có câu: ngao ngán tình đời gặm cuộc âu. Thù oán là cừu thù oán hận, cưu mang trong lòng chờ ngày phản công mới nguôi ngoai. Ca dao có câu: bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo thù chồng chẳng quên. Thiên tạo: thiên là trời, tạo là gầy dựng tạo lập, cảnh thiên nhiên tạo hóa đã sắp bài. Bồng lai còn gọi là bồng hồ, là một trong ba hòn đảo ở biển Bột Hải: Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Ý chỉ cảnh tiên, tiêu diêu, thoát tục. Đức Thầy có câu: bồng lai điên dại có ngôi. Phù sinh: phù là nổi, sinh là sống, kiếp sống trôi nổi của con người. Nghĩa bóng: kiếp sống con người và vạn vật rất ngắn ngủi, như đám mây bay, như bọt nước nổi đầu gền, dễ bị tan biến. Đức Thầy có câu: phù sinh nhược mộng đời lao khổ. Hắc ám là nơi tối tăm. Đức Thầy có câu: quyết chỉ nẻo lánh dòng hắc ám. Hoặc: khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Phật đàn là đàn về cảnh Phật, nhà Phật. Lược giải từ câu 15 đến câu 22. Đức Tôn Sư Phật giáo Hòa Hảo nhìn suốt cả vạn vật, thấy cuộc đời thật là ngao ngán. Vì trên thế giới ngày nay, từ con người đến thú cầm sanh vật, sống chỉ biết gây nợ máu với nhau, ân oán giang hồ trả dây dây trả. Định luật thiên nhiên rất là công lý, không hề dị tư một ai. Quá công hết vẽ hình rồi đến vẽ mây, có khi vẽ cả bức tranh thủy mặc. Trời đất, cỏ cây, sông núi, non bồng nước nhược, tiên Phật lâm phàm cứu thế độ dân. Có lúc vẽ cả cuộc sống bấp bênh, số phận con người sinh trong cõi tạm. Đức Tôn Sư Phật giáo Hòa Hảo nhận chân được cuộc đời, nên Ngài cương quyết dìu dắt nhân sanh thoát dòng mê khổ. Đồng thời Ngài cầu nguyện thế giới bình an, già trẻ gái trai tu hành tinh tấn và gặp được muôn điều phúc lạc.
Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Luân thường nặng nợ phải dây mang, nhuần gội thừa ân của Phật Đàn. Cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chí lành. Trao sửa tâm phàm, tìm cõi cổ về nơi tiên cảnh mới nhàn thanh. Chú thích: luân thường, luân là diện mối đạo lý, thường là đạo thường hằng, phép tắc thông thường mà ai ai cũng biết. Những phép tắc thường hợp đạo lý theo Nho giáo, luân thường còn gọi là ngũ luân: đạo vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em và bè bạn. Ngũ thường gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đức Thầy có câu: ấy chẳng qua là đạo luân thường. Nhuần gội là thuần thục, chan hòa, lan tỏa khắp mọi nơi. Đức Thầy có câu: nhưng gội ơn trên rải đạo màu. Thừa ân cũng gọi là ân thừa, chịu ơn của người khác. Trong Cung Quán có câu: thừa ân một giấc canh tài. Phật đường là đạo Phật, nhà Phật. Cố gắng là ráng sức, dù bị cản trở cũng ráng lướt qua. Thí dụ, cố gắng học hành, làm ăn phải cố gắng mới khá. Đức Thầy có câu: cố gắng tâm trì theo đến chốn. Tâm trì cũng gọi là trì tâm. Tâm là lòng, trì là gìn giữ. Gìn giữ tâm luôn được trong sạch. Vinh diệu, vinh là vẻ vang, diệu sáng rực rỡ. Đức Thầy có câu: đất dưới nước hậu lai vinh diệu. Bằng an cũng gọi là bình an hoặc bường an, mạnh giỏi, không việc gì trắc trở. Bốn biển, bốn biển lớn ở chung quanh quả địa cầu gồm Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, chỉ chung cho thế giới. Chí lành đến chỗ tột lành. Tiên cảnh còn gọi là cảnh tiên, cảnh hoàn toàn thoát tục. Tương truyền nơi biển Bột Hải có một hòn đảo để dành tiên ở, cảnh siêu thoát. Nhàn thanh còn gọi là thanh nhàn, thanh bạch, nhàn nhã, nơi tự tại an vui, thoát dòng sanh tử. Lược giải từ câu 23 đến câu 30: làm thân con người nở luân thường luôn nặng gánh, vào thời mạt pháp lại được nhuần gội thừa ân của chư Phật ban cho, nên ta phải cố gắng tu trì theo đến nơi đến chốn. Đến ngày hội thi, nếu thân ta còn không còn vinh diệu nào bằng, chừng đó xe tiên thế dép dày. Đất nước khỏi còn tranh đua giành giật, mọi người đều biết tu hành đến chỗ tột lành. Hằng ngày chỉ biết trao tâm sửa tánh, từ phàm tâm rèn đúc trở nên Phật thánh. Từ con người chạy theo văn minh vật chất,
giờ đây lại biết quay về nguồn cội. Gốc ông cha ta cũng tu hành, nên được chư Phật rước về bồng lai tiên cảnh, hưởng cuộc đời nhàn lạc âu ca. Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Nhàn thanh tìm kim, kim nơi tâm. Phật cụ ngày xưa hãy ráng tâm. Nhành lá xum xê mau đơm dẻ, non thần biến đổi hết rừng lắm. Rừng lắm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Chờ đợi con hiền nói tục cổ, tới thời thượng cổ điệu hòa mai. Chú thích: Phật cũ, Phật xưa. Ông Phật từ vô thủy, theo kinh Phật cho biết nhân nhân hữu tánh Như Lai. Hoặc câu: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Thầy bảo: các chúng sanh đều có như ta. Căn cứ theo đó, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng Phật đi Phật biết đàng về, mình đi mình lạc u mê tại mình. Ông Phật này vốn tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Vậy tâm ta ở đâu? Tâm ở chỗ thức biết, cũng gọi là giác. Nếu giác là Phật, mê là chúng sanh, các Phật ba đời đều tu từ chỗ tâm đó. Nếu ta tự biết tâm chúng sanh, tức là biết tâm Phật, vì tâm Phật cũng chính từ đó mà sinh. Đó chính là Phật cũ. Phật từ vô thủy như ta bàn giải ở đoạn trước. Sum xê, như tiếng sum xê là rậm rạp, tươi tốt. Non thần là núi có các sơn thần trấn giữ, nghĩa bóng núi linh thiêng. Rừng lâm là đồi núi có nhiều cây cối rậm rạp, quang du vắng vẻ. Năm non là năm cái chớp cao, còn gọi là dồ trên núi cấm Thiên Cẩm Sơn. Một dồ Bồ Hông cao 716 mét, khi xưa ít người lai giảng. Giống bồ hông sanh sẵn nhiều vô số, nên gọi là dồ bồ hông. Hai dồ đầu cao 584 mét, có thể là cái dồ đầu tiên mà người ta tìm thấy khi lên núi từ ngã Thâm Chưng. Ba dồ bà cao 579 mét, ở đây có vô số điện thờ bà chú xứ. Bốn dồ ông bướm. Ông bướm và ông voi là tướng của Cao Miên, đã quy thuận với đức cố quản Trần Nhân Thành, sau về núi tu hành đến ngày đắc quả. Năm dồ Thiên Tuế cao 514 mét,
Ngày xưa ở đây có bãi Thiên Tuế rộng lớn, Đức Thầy có câu: trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Cát đài còn gọi là đài cát. Cát là gác, lầu. Đài là cái đài rộng. Đức Thầy có câu: đặng xuê sang đài cát xe tàu. Tục cổ là nề nếp xưa kia, trước kia. Đức Thầy có câu: noi tục cổ sát khùng để tóc, hoặc quy hoàng tục cổ của ông cha. Thượng cổ còn gọi là thượng nguyên, thời xa xưa, trước thời Trung cổ. Đức Thầy có câu: quần lai thượng cổ mới bình yên. Điểu hòa mai. Điểu là chim, hòa là hòa hợp, mai là cây mai. Điểu hòa mai là chim đậu cành mai. Nghĩa bóng là ngày chúa tôi sum họp, thầy tớ gặp nhau. Lược giải từ câu 31 đến câu 38. Nhân lúc rảnh rang, chúng ta cần quay lại tìm kiếm bản tâm mình. Phật cũ ngày xưa còn lẫn khuất trong đó, chúng ta phải tri nguyên tận nguồn gốc để biết rõ. Tâm này do đâu sanh? Sanh ra để làm gì? Và khi chết, tâm đó đi về đâu? Một khi giải đáp được thắc mắc trên, hành giả mới khổ công tu luyện để trở về bản tánh nguyên thủy. Bản tánh đó là Phật tâm chứng đắc ngày hôm nay. Nó chỉ là một. Thí dụ, thân này xưa lầm lỗi và thân này ngày nay giác ngộ cũng một xác thân, chừng đó mới chợt tỉnh ra. Khi hành giả tìm được Phật xưa, tìm được tâm hằng hữu của chính mình, té ra chính mi là một ông chủ ngàn đời của xác thân ta, siêu hay đọa cũng do mi. Tiên, Phật, thánh, phàm, ma quỷ cũng tại mi. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Hôm nay ta đã biết rồi, mi không còn trốn chạy đi đâu được. Ta sẽ truy cứu, mổ xẻ mi từng mảnh vụn để cho ta được thăng hóa về cõi an lành miên diễn. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, khi ta kiếm được Phật cũ cũng là ngày thế giới hòa bình, toàn dân vui vẻ họp mặt tại vùng sơn cấm, và non thần sẽ biến đổi hết rừng lâm, cỏ cây hoa lá sum suê thành màu. Hiện giờ núi cấm tuy thấy toàn là cây đá, nhưng bên trong nó ẩn chứa tòa lầu đài bằng ngọc ngà châu báu của Đức Thánh Quân trong tương lai. Tòa lâu đài đó đang chờ đợi con người noi theo cổ lệ xưa, thân tuy ô trược, tâm tợ thánh đức. Và chừng đó cuộc đời sẽ biến đổi cảnh thượng nguyên an lạc, tôi chúa tương phùng, thầy trò hiệp mặt, giống như chim đầu được cành mai. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Gió gió đêm thanh, dòng vàng kiềm cây sâm màu đờm mùi nhang phố. Gánh thân im nhà
thành thơ gia trung gặp chữ nhàn, chữ nhàn vô sự mới nên tiên, bát nhã từ đây gặp cửa thiền. Bể giác bờ mê ngài vừa khỏi lánh đời tốt lụy rất ngờ tiền khiên. Tiền khiên kiếp tàu bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập chí cần, luyện tâm trao tâm cho sạch sẽ, rước rồi nở thế khỏi ưu phiền. Ưu phiền thường sự chúng ta bà, Phật cảnh mau về ác lành xa. Tình ngộ từ đây người gặp chỗ phối trần tìm kim chữ ma ha. Chú thích: Giỏ giỏ còn gọi là giò giỏ, buồn bã một mình. Truyện Kiều có câu: sông xa giò giỏ phương trời. Đêm thanh là đêm vắng vẻ, không tiếng động. Ông Hoàng Xuân Hãn có câu: đồn rằng núi Lục có thầy Tiêu, ngồi nhìn đêm thanh lắng mũi kêu. Đức thầy có câu: đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhặt. Nức giọng vàng, nức tiếng kêu gọi lời lành, nghĩa bóng. Hằng đêm Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo nức lời kêu gọi ông Võ Mậu Thạnh. Sum Mậu, sum là đoàn tụ, mậu thạnh vượng, sum họp một cách thạnh vượng. Đượm mùi nhang là đượm mùi hương khói, nghĩa bóng, đượm mùi đạo hạnh. Phù dung, tên một loài hoa đẹp, hoặc đơn hoặc kép nở vào mùa xuân. Bạch cư dị xưa dùng hoa phù dung để ví với người đàn bà đẹp. Phù dung như diện, liễu như mi, diện mạo như hoa phù dung, lông mày như liễu rủ. Trong Cung Quán có câu: vẽ phù dung một đó khoe tươi. Nhưng chữ phù dung ở đây Đức Tôn Sư dùng tiếng lóng trong giang hồ, nghĩa bóng, hút á phiện. Phù dung rã gánh, ông Võ Mậu Thạnh bỏ hẳn được nghề hút á phiện, yên nhã. Yên là yên ổn, nhã là lịch sự, thanh tao, có lễ độ. Yên nhã, người lịch sự thanh bai và có lễ độ. Thạnh thới, thạnh là lớn lao, thới có nghĩa là thái, là yên vui, nghĩa bóng. Cảnh thanh bình thạnh trị. Đức thầy có câu:
vẫn bỉ xa chờ câu thạnh thới. Gia trung, gia là nhà, trung là trong, tại nhà. Đức thầy có câu: chừng nào thầy lại gia trung? Chữ nhàn vô sự mới nên tiên, do câu vô sự vô lự tiểu thần tiên. Được nhàn, biết nhàn mới là người biết đủ. Ông Nguyễn Công Trứ có câu: tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Có nghĩa người biết đủ dù sống hoàn cảnh nghèo cũng biết đủ, kẻ biết nhàn dù sống hoàn cảnh bận rộn cũng được nhàn. Qua ý trên ta nhận thấy, sống hoàn cảnh nào không để tâm lo nghĩ như người vô sự mới nên tiên được. Bát Nhã nói cho đủ, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là trí huệ rộng lớn qua được bờ bên kia, là một trong lục độ vạn hạnh. Bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bát Nhã từ đây gặp cửa thiền, trí huệ của ông Võ Mậu Thạnh, giờ đây gặp nền đạo chân chánh, đúng với đường lối chân truyền vô vi Phật tổ. Bể giác, còn gọi là bến giác, bờ giác ngạn đối với bờ mê. Bờ mê là bờ mê khổ, cõi tục phàm. Bể giác bờ mê ngày vượt khỏi. Nếu ta bước thẳng qua bờ giác ngạn, có ngày ta xa hẳn được bến mê. Tục lụy, tục chỉ cõi trần tục, lụy là ràng buộc, những việc ràng buộc cuộc đời tục lụy. Tiền khiên, tiền là trước, khiên là lỗi lầm, những điều lỗi lầm trước kia. Đức thầy có câu: nợ hồng trần túc trái tiền khiên. Đạo diệu, đạo là con đường của tâm hồn, đạo là bổn phận, đạo là chân lý tuyệt đối. Diệu, tốt đẹp, màu nhiệm, con đường đưa đến nơi tốt đẹp màu nhiệm. Mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Dồi trao, dồi là dồi mài, trao, trao chuốt, sửa soạn cho hoàn hảo, nghĩa rộng, cố rèn luyện tu tập cho thuần thục công việc trong chứng đắc. Đức thầy có câu: thường trao dồi chí hướng cao thanh. Lập chí là nuôi dưỡng ý chí để đạt mục đích. Luyện tánh, rèn luyện tánh đức trở thành người tốt, gương tốt. Nhưng ở đây đức thầy dạy luyện tánh mình hết ô nhiễm trở thành người thoát tục. Trao tâm, trao là sửa, tâm là lòng. Trao sửa lòng cho trong sạch để đạt mục đích giải thoát. Sạch sẽ là không dơ bẩn, nghĩa bóng sự trong sạch thể xác lẫn tinh thần. Ưu phiền, lo âu phiền muộn. Đức thầy có câu: nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền. Ta bà còn gọi là sa bà, phản ngữ sa ha, dịch nghĩa kham nhẫn. Cổ nhân có câu: ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà chi khổ thùy năng sổ. Tức là cõi chúng ta đang sống. Đức thầy có câu: ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Phật cảnh, cõi Phật, nơi Phật ngự, nói chung cảnh giới của chư Phật. Đức thầy có câu: cả vạn vật đồng về Phật cảnh. Tỉnh ngộ, tỉnh là không còn sai, không còn mê mang. Ngộ là biết, hiểu rõ biết điều sai lầm để sửa đổi. Đức thầy có câu: dài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, phủi trần rứt bỏ nợ trần. Nghĩa rộng, con người thoát tục. Maha, phản ngữ Maha, dịch nghĩa rộng lớn. Sự rộng lớn ví như hư không, đồng bản thể với đạo tâm. Nói đến Maha là nói đến đại đạo, cái gốc để quần nguyên phản bổn, trực kiến chân như tự tánh. Đức thầy có câu:
biết khôn tìm kiếm ma ha. Lược giải từ câu 39 đến câu 54. Hằng đêm, Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo nức lời kêu gọi ông Võ Mậu Thạnh. Hiện giờ gia đình ông được sum họp, đượm mùi đạo hạnh và chứng nghiện ác phiện lần lần rứt bỏ. Sau đó, Đức Thầy cầu cho gia đạo ông an khang thịnh vượng và hưởng vạn sự lành. Làm thân người phải sống an nhiên, bớt lo nghĩ việc đời mới được hưởng cảnh tiêu dao tự tại của cõi thần tiên. Và từ đây, ông Mậu sẽ gặp Maha Bát Nhã, đại đạo thiền na của Đức Phật Tổ ngày xưa di truyền lại. Nếu ta quyết tầm bể giác, thì bờ mê ngày kia sẽ vượt khỏi, và ta sẽ xa lánh xiềng xích ràng buộc, từ lâu nó dai trả, trả dai. Đức Tôn Sư cho biết, nở tiền khiên nếu ta không buông bỏ, càng ngày làm khổ xác thân. Vậy ngày nay, ta cương quyết lánh xa, lo trao dồi đạo hạnh, bằng cách lọc thân nuôi chí, cho cây bồ đề xum xuê nảy nở, trao luyện tâm tánh cho tinh minh, để dứt xong nợ thế. Những điều phiền muộn ưu tư vốn là thường sự ở cõi ta bà. Nếu ta quyết nương về Phật cảnh, tức lần lần nhẹ bớt nghiệp trần. Ông Võ Mậu Thạnh ơi, từ đây đã gặp Minh Sư rồi, hằng ngày ông hãy phủi hết trần duyên, tìm nguồn đại đạo để thông đạt chân lý siêu màu của Phật giáo. Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Ma ha mùi ngọt mật cùng đá, cảnh thế nhìn xem lũ cao xa, mùa gốc nhăn nanh thật bêu, nào khờn giả ai của thiền gia. Thiền gia chỉ cả dốc hành thân, diệu diệu truyền thi cảm kích thần. Những tưởng thôi đời ôi chắc lạc, đạo màu siêu diệt của thiền lâm. Thiền lâm Phật thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kia, phổ hóa dân lành trong khắp chung hoàng cầu bốn biển, khắp danh biển. Chú thích: Ma ha mùi ngọt mật cùng đa là nền đại đạo, mùi vị ngọt ngon, giá trị cao quý trên đời không có cái gì sánh bằng, hơn các loại mật thiệt. Vì mật có giá trị tương đối thế gian, vì nó hữu tình. Còn mùi đạo vị giá trị tuyệt đối xuất thế gian, bởi nó vốn vô hình. Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo xác định như sau: trên dương thế hữu hình tắc hoại, mật giá trị chỉ dụng làm thuốc trị thân bệnh. Nguồn đại đạo siêu xuất suốt thời gian và cả không gian.
muôn năm vẫn còn, và đưa con người siêu phàm nhập thánh, thoát đọa trầm luân. Lũ cáo xà, bầy cáo và rắn, nghĩa bóng chỉ số đông giặc pháp hung tợn, múa gút nhăn nanh là chỉ loài thú dữ tợn, nghĩa bóng giặc pháp tung hoành khắp miền Nam Việt Nam. Thiền gia là nhà thiền chỉ nền đại đạo, chí cả là chí lớn hơn người, chí giải thoát mới gọi là chí cả. Đức Thầy có câu: Nam Nhi mang chí cả, bao tấm lòng sắt đá. Hành thân là hành đạo trao sữa bản thân. Diệu diệu là sâu thật sâu, ý nói nền đạo thật thâm sâu, không có gì sâu bằng. Truyền thi, truyền là trao cho, thi là thơ văn, truyền lại bằng thơ văn. Cảm kích thần, cảm kích là gây cảm xúc làm cho người cảm động. Thí dụ, giọng du dương não nột kích cảm cả tâm hồn. Thần là tôi, nghĩa rộng, làm tín đồ xúc động mạnh. Những tưởng thói đời ôi chát lạc, theo quan niệm nhân sinh của người đời nay, cứ tưởng thói đời thật ê chề chua chát, nghĩ như vậy xét thấy còn khiếm diện cục bộ, không có lối thoát. Thật ra trên đời dù lắm khúc quanh, nhiều khi cũng có một hai ngã tắc, vì nó nằm trong dòng tương đối. Đạo màu, đạo là tôn giáo, vừa khế cơ khế lý. Màu là cao sâu màu nhiệm. Một con đường hay một nền đạo vừa cao sâu vừa đúng chân lý, vừa hợp căn cơ của chúng sanh. Thí dụ Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài giáo, vân vân. Siêu diệt, siêu là vượt lên trên, diệt là vượt qua, siêu diệt là vượt lên trên tất cả mọi người. Đức Thầy có câu: Đạo màu siêu diệt tập đề là đây. Thiền lâm, thiền là cửa chùa, cửa Phật. Lâm là rừng, còn gọi là rừng thiền, nơi tu hành yên tĩnh. Đức Thầy có câu: Đuốc thiền lâm phương đông chói ánh. Phật thích, nói cho đủ là Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà. Một vị trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, trung quán nhân sự, có đầy đủ tam giác, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Đức Thầy có câu: Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đò, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tổ. Phổ quá, phổ là rộng rãi khắp nơi, quá là dạy dỗ, phổ quá là dạy dỗ khắp nơi. Đức Thầy có câu: Phổ quá hiền nhân kiến Phật tiên.
Hoàng cầu là khắp cả trái đất, các nước trên thế giới, nghĩa rộng, hành tinh đang quay xung quanh hệ mặt trời, bề mặt tính được 510 triệu km vuông, vòng tròn 140 triệu km, đường trực kính 12 triệu 700 km. Riêng biển chiếm 3/4 diện tích mặt địa cầu. Đức Thầy có câu: hoàng cầu đến đó ấm cùng no. Lược giải từ câu 55 đến câu 66. Nền đạo Phật thật cao sâu huyền diệu, ví nó như mật ngọt, xét ra hơn mật ngọt rất nhiều, vì mật ngọt chỉ làm thuốc thế gian, giải trừ thân bệnh. Trái lại, nền đại đạo đưa hành giả thoát ly sanh tử, siêu xuất cả không gian và thời gian. Cuộc đời là trường tranh đấu mạnh được yếu thua, tâm chúng sanh phần đông chứa ngầm độc ác, hơn nữa lại áp phe với các loài giặc mạnh, cọng rắn cắn gà nhà, nhăn nanh múa gút, ưa đồ thịt béo. Nhìn cảnh bi đát trên, lòng Đức Tôn Sư càng thêm cám chạnh, nên Ngài bày tỏ tấm chân tình đạo đức, tình yêu nhân loại thật tràn trề lai láng, yêu để cứu chứ không yêu để hại, để nhân sanh bớt hoài nghi, bớt hiểu lầm giá trị cao quý của nền đạo Phật. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn mang chí cả, một dòng máu bất khuất, nguyện độ tận chúng sanh thoát dòng sinh tử, và nguyện cởi mở xích xiềng dân tộc. Song hai nhiệm vụ đạo và đời gắn liền vào cuộc sống bản thân, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã chứng tích điển hình. Ngài đã từng thể hiện hoài bão to tát, chấn hưng đạo Phật và giải ách xích xiềng thế tục qua bài Chí Nam Nhi. Nam Nhi mang chí cả, bao tấm lòng sắt đá, thương giống nòi dẹp bã dinh quê. Xu thế cuộc đời, người ta cứ tưởng thói đời thật chua chát, ít ai hiểu rằng ngoài cuộc đời phù du của trần thế, có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn, đó là đạo Phật. Thật vậy, đạo Phật rất thâm thâm diệu diệu và hay dung hóa vào nếp sống nhân sinh, dùng thi ca để cảm kích lòng dân, để đưa vào những triết thuyết vô vi nhưng vô cùng thực tế, tùy thời đại mà ứng dụng thích đương khắp mọi nơi mọi giới, để chúng sanh nhận được chân giá trị thực tiễn giáo lý siêu màu của Phật giáo. Ta có thể xác định: đời không đạo, đời vô liêm sĩ; đạo không đời, đạo biết dạy ai. Nguồn gốc đạo Phật phát tích từ thời Thái tử Sĩ Đạt Ta giáng lâm tại Trung Ấn Độ, đã cách nay trên 25 thế kỷ qua. Ngài là một chúng sanh bằng da bằng thịt, dùng tâm bi trí dũng tầm ra ánh sáng đạo vàng tại nơi non tuyết rừng ưu lâu tần loa phía nam núi Tượng Đầu, bờ sông Ni Liên Thiền. Ngài tự rèn ra bát chánh đạo, và khi chứng đắc xong, lần đầu tiên Ngài đi độ năm anh em Kiều Trần Như, cũng bằng giáo pháp môn độc nhất vô nhị, đó là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Và từ độ ấy, Phật Pháp Tăng có đủ, nền đại đạo lưu hành toàn cõi Ấn Độ, lan rộng khắp các nước trên thế giới. Thanh danh Phật Thích Ca đời đời thế nhân ca tụng và tán dương, công đức Phật từ bi vô lượng. Kính mời quý vị
nghe tiếp phần chánh văn. Luồng thanh điển nhón qua như chớp, truyền căn tiền nhắc lớp người xưa. Phật tiên dần chuyển lọc lừa, kiếm còn hữu phước mà đưa trở về. Chú thích: thanh điển, thanh là tiếng, điển là điện, chớp, nguồn năng lượng do thiên nhiên hay con người tạo ra. Thanh điển, tiếng động do thiên nhiên tạo nên. Nghĩa bóng: nền giáo pháp có công năng giác ngộ chúng sanh một cách nhanh chóng. Căn tiền: căn là gốc của mọi việc, tiền là trước kia, nguyên nhân gốc rễ trước kia. Kinh Phật: kim sinh đoản mạng đa bệnh giả, giai tùng sát nghiệp trùng lai. Những người kiếp này bị chết yểu, nhiều bệnh tật đều do nghiệp sát đi trước cả. Đức Thầy có câu: rủi ốm đau bởi tại căn tiền, Trích Sấm Giảng quyển 5. Nhưng căn tiền ở đây ý Đức Thầy cho biết ngài mượn xác tái sanh, nối giai tuồng của Đức Phật Thầy xưa kia đã lưu lại, dẫn chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nghĩa rộng là xê dịch, xoay dần, không đứng yên một chỗ. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển. Lọc lừa là lựa chọn. Hữu phước là có phước do tạo nhiều nhân lành. Thí dụ, xả thân giúp đời hay làm những việc hữu ích cho người và vạn vật. Lược giải từ câu 67 đến câu 70: lời giáo pháp có công năng giác ngộ chúng sanh nhanh chóng như làn điện chớp. Đức Quỳnh giáo chủ xác minh đã nhiều lần chuyển kiếp độ đời, từ thế hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đã qua, nay đến kiếp chót là Phật giáo Hòa Hảo. Mỗi lần tái sanh là mỗi lần chọn lọc, tuyển chọn những bậc đại căn đại trí có nhiều phước đức, đưa về ngôi vị sẵn dành của từng cấp bậc Phật, tiên, thần, thánh. Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày, dòm lưng trời lửa cháy liên miên. Tiêu điều sáng vật cứ điên viên, thần thông biến qua dưới miền trung ương. Ngục môn đầy quy vô thường, dắt hồn kẻ bào diêm dương luật trần. Nhìn xa nước mắt khi rưng rưng, thương đời mê môi trầm luân ý hoài hoài. Chú thích: liên miên là liền liền, luôn luôn, kéo dài tình trạng. Ca dao có câu: tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên, tương tư bệnh phải liên miên cả ngày. Nhưng ở đây ý nói lửa cháy kéo dài không dứt, nghĩa bóng chỉ cảnh vật vã không phút nào yên. Tiêu điều là lặng lẽ vắng vẻ, ngụ ý buồn rầu sơ sát. Trong Sở Từ có câu: sơn tiêu điều nhi vô thú hề, núi tiêu điều mà không có thú vật hề. Đức Thầy có câu: thiền môn vẹn vẻ quá tiêu điều. Sản vật: sản là sinh ra,
Vật là vật phẩm, phẩm vật làm ra. Điền viên, điền là ruộng, viên là giường, ruộng nương giường tược. Đức thầy có câu: sơn hải điền viên tất tạo nan. Thần thông là linh diệu khôn lường, lưu thông tự tại vô ngại. Đức thầy có câu: đạo gần đắc ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Trung ương là chính giữa, trung tâm quả địa cầu. Ngày xưa trái đất xoay cõi trung ương ở trung tâm xứ Ấn Độ. Vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, sau đó cả ngàn năm đạo Phật chuyển sang đất nước Trung Hoa, thì trục quả địa cầu cũng xoay theo qua xứ Trung Quốc. Trung ương nằm ở đất nước này. Sau 1000 năm nữa, trái đất xoay về phương Nam, thì cõi Việt Nam chúng ta nằm trung tâm điểm của trục giao thông. Nên hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo xác định cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ hoa thần hạ bút. Thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Đất nước Việt Nam sau này các bậc Phật thánh tiên đồng xuống thế, bên triệt giáo thì dùng thần thông thiêu quỷ quả địa cầu, tiêu diệt loài người, biến hóa đủ thiên hình vạn trạng, kêu trời dậm đất cũng thì dạ rân. Phía xiển giáo thì ra tay cứu nàng bá tánh, dùng lộng phép thâu phục bọn tà ma quỷ quái. Cõi trần gian biến thành một tràng ác chiến dữ dội. Người thật tu thì sống sót, kẻ tà gian vua nịnh phải một phen đền tội gớm ghê. Ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương luật trần, là ám chỉ cảnh trần gian dãy đầy cảnh địa ngục. Quỷ vô thường luôn tìm kiếm bắt hồn người hung bạo để trừng phạt khảo tra đài sắc. Ôi, một thảm cảnh diễn ra chưa từng thấy ở quả địa cầu này đã có trên 4000 năm lịch sử của kiếp nhân sinh. Mê muội là mờ tối u mê. Đức thầy có câu: yêu đời mê muội luống bầm gan. Trầm luân, trầm là chìm, luân là trôi nổi, lăn lộn trong cõi thế gian. Đức thầy có câu: trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Hoài hoài là diễn tiến liên tục, luôn luôn mãi mãi. Đức thầy có câu: bệnh giới tử từ kim chí cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Lược giải từ câu 71 đến câu 78. Ôi, cảnh khổ thảm của ngày tận diệt nhân loại trong giàu thật là khiếp đảm. Dầu ta có lòng gan dạ sắt cũng phải rùng mình. Chiến tranh giặc giả tứ bề bốn phía, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, thiêu rụi tất cả con người và vạn vật. Thần thông của hai phe tà chánh tranh nhau thi triển thật vô cùng hiểm ác. Một bên quyết lòng tiêu diệt nhân loại, một bên ra tay cứu độ sanh linh. Cả bầu trời đất rung rinh, thật là cảnh hải hùng ác chiến chưa từng thấy ở lịch sử nhân loại. Hôm nay lại diễn ra tại trung tâm điểm Việt Nam. Địa ngục trần gian được diễn ra trước mắt loài người.
bao oan hồn uổng tử đến đòi nợ máu, quỷ vô thường đến bắt hồn kẻ bào khảo tra. Diêm Vương ra lệnh trừng phạt kẻ bất trung bất hiếu. Nhìn cuộc đời gian truân khổ hải mà hai hàng lệ của chư Phật Thánh rưng rưng chảy cũng vì quá thương đời mà cớ sự này. Ôi, đất nước đảo điên, lòng người ly tán, nhân loại cứ trầm luân oan nghiệt hoài hoài. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Tay hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con thân khùng vẫn bị trớ trêu phiêu lưu trôi vạt danh leo khắp cùng ai vào sầu nước dòng riêng than trách dân chẳng sợ hầm lan cứ gần. Chú thích: chung cuộc là kết thúc cuộc đời. Con cuốc hay còn gọi là kim quốc, cũng gọi là đổ quyên, còn gọi là tử quy hay đổ vũ. Chim miệng lớn, đuôi dài, lưng màu tro và bụng sắc trắng, nó không tự làm lấy tổ, đẻ trứng vào tổ của chim oanh để chim oanh nuôi cho khôn lớn. Tiếng chim đổ quyên kêu nghe réo rắt, khiến cho khách lữ hành động lòng nhớ nhà. Tương truyền vua nước Thục là Đỗ Vũ thông dâm với vợ Biết Linh và truyền ngôi cho vợ Biết Linh để tránh quả vào thân, rồi bỏ nước mà đi. Sao thác, Thục Đế hóa thành chim đổ quyên. Nhớ nước, ngày đêm kêu mãi không thôi. Truyện Kiều có câu: ấy hồn Thục Đế hay mình đổ quyên. Thân khùng vẫn bị trớ trêu, phiêu lưu trôi dạt danh niêu khắp cùng. Tấm thân của Đức Quỳnh giáo chủ gặp phải cơn giận bỉ, hết ở Tổ Đình Hòa Hảo, kế đến Châu Đốc, rồi xuống Sa Đéc, nay lại sang qua Nhân Nghĩa, Cần Thơ, rồi phải còn đi đâu nữa. Cảnh trạng quá trớ trêu, ngài mượn cảnh đàm tình vui với cảnh vật mà phô bày đạo đức, sự lưu đài làm phương tiện luân lưu quá đạo. Ôi, thật là bi đát, nhưng cũng thật là hữu tình. Ngày càng phiêu lưu trôi dạt, càng đem đạo màu phổ quá khắp nơi nơi, càng làm con thuyền đại đạo tung hoành khắp chốn, và danh thể ngài chói rạng khắp Nam Kỳ lục tỉnh nói riêng, năm châu bốn biển nói chung. Tạo hóa sao bài chi cai nghiệp, nhưng cũng để bắt nhịp cầu giao lưu khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Thung dung thanh nhã, thung dung còn gọi là thông dong, rảnh rang thông thả. Đức thầy có câu: Nam Việt dân tình mãi thung dung. Thung dung thanh nhã là nhàn nhã, nhàn hạ thảnh thơi, nghĩa bóng ám chỉ người chẳng biết lo xa, ai chết mặc kệ ai, chỉ lấy cá nhân làm trọng. Ai giàu có thung dung thanh nhã,
ta lo đời sắt đá bền gan. Qua hai câu trên, Mỹ Đức Quỳnh giáo chủ bày tỏ quan niệm nhân sinh của xã hội kim tiền chỉ trú trọng vào sự nghiệp giàu sang, lên quan xuống quyện ăn xài lả lê, gặp ai đoái rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian rân. Tối ngày cứ ung dung nhàn hạ, ăn sung mặc sướng, ai đói rách nghèo khổ mặc kệ ai. Trái lại, theo lòng từ bi của Đức Phật, vào thời đại nào đều luôn luôn lo cho đời, đem nguồn giáo pháp ban rải khắp nơi nơi, để mọi người đồng biết lo tu hành, hầu dơi đi những điều đau khổ trong hiện tại và tương lai. Dù trải qua thử thách cam go tù đài hay có hy sinh tánh mạng, Ngài vẫn nhất quyết thực hiện mục đích cứu đời, lòng Ngài cứng như sắt đá. Âu sầu là lo lắng buồn phiền, âu sầu nức giọng riêng than, trách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần. Lòng Đức giáo chủ luôn lo nghĩ kiếp sống nhân sanh, phần đông không ý thức được cuộc đời, đã mang thân ô trượt lại sống kiếp đọa đài, nô lệ của ngoại bang, mà không suy xét cho tường tận để dùng lên, hầu giải ách xích xiền cho thế tục. Trái lại, lân la với giặc, học đòi theo cách sống xa hoa, trụy lạc, thật là điều đáng trách. Lược giải từ câu 79 đến câu 86, viết đến đây, Đức Quỳnh giáo chủ sắp dừng bút để kết thúc bài Đến làng Nhân Nghĩa. Ngài đưa lên một sự kiện lịch sử, có ai rõ thấu tấm lòng Ngài, đau thương vì quốc biến, suốt cả đêm trường, như hồn thục đế xưa kia chăng? Nếu thấu rõ, hãy cùng Ngài chia sẻ bầu tâm huyết. Ngài vì ai mà phải giả dạng điên khùng, lại gặp phải cơn giận bỉ, thật là trớ trêu. Ông tạo ôi, sao ông nỡ đan tâm, buông luôn hai điều quả phúc cho đời Ngài, thật quá đau nhỉ. Trời già tai khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Nam mô A Di Đà Phật.